Tối ngày 4 tháng 2, xã Vĩnh Ninh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ trong khuôn khổ lễ hội đền Ngự Dội. Dự chương trình văn nghệ có lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ninh và đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương. Chương trình giao lưu văn nghệ do các diễn viên quần chúng tại các thôn trong xã Vĩnh Ninh giàn dựng và biểu diễn nằm trong khuôn khổ mừng lễ hội đền Ngự Dội. Đền Ngự Dội tọa lạc trên cánh đồng bãi La Phiên xưa, nay thuộc thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, là một trong tứ cung của sứ đoài thờ Tản Viên Sơn Thánh Vị Thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hàng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội đền Ngự Dội để tưởng nhớ công đức của tam vị Đức Thánh Tản, Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh. Lễ hội đền Ngự Dội là một lễ hội lớn và đặc sắc, thông qua đó, người dân vùng bãi ven sông Hồng nói riêng và Vĩnh Tường nói chung muốn gửi gắm những khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong cuộc sống. Chương trình giao lưu văn nghệ có thời gian 90 phút với hàng chục tiết mục ca múa nhạc đặc sắc mang âm hưởng dân gian, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, nghe lòng bồi hồi, sao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, làm sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Ngoài ra, các tiết mục cũng chào mừng xuân mới Quý Mão 2023, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, những tác phẩm hát về quê hương Vĩnh Tường văn hiến, anh hùng, cách mạng.